Còn bên này nhà này, nhiều đi. Mấy đứa mà làm nhà mạng, làm bên mạng việc nhẹ lương cao á, là làm đây. Đây mà thấy trên mạng nói là việc nhẹ lương cao. Đây, có cái cửa sổ nè. Rồi, đâu, đi từ từ nhỏ nhỏ, đó. Đây nè, nè. Ngay cái chỗ này hả? Lỗ nhỏ đó là để chiều cái người đó ra nhận hàng á. Đấy đó, hả? Bảo vệ, dám vòng hết. Cửa khẩu quốc tế Sa Mạc. Anh em đang vừa làm thủ tục để xuất cảnh qua Campuchia. Đi chị. Đây là cái cột mốc giữa Campuchia và Việt Nam. Đây là cột mốc 118. Phía Việt Nam, bên này là Campuchia. Giờ anh em đi qua làm thủ tục bên nhập cảnh vào Campuchia. Bên Campuchia nhìn đơn giản nè. Đây. Làm thủ tục nhập cảnh. Xe điện là xe casino chờ người đi chơi về. Tô chim nè. Con này y như xây kiosk cái gì đó. Người ta mở bán ở hình như là siêu thị mà. Đúng rồi. Cửa đó phải không? Đúng rồi. Sức mua yếu với đóng cửa đó phải không? Đúng. Nè, ngay chỗ đóng gạch này nè, thấy không? Là cái siêu thị này. Hôm đó siêu thị nó lợp lại đó hả? Đúng rồi, nè, người ta dỡ rồi, chỗ đó người ta làm cái mới cho người khác. Cho người khác làm. Vậy hả? Đấy, casino cái mọc lên qua trời á. Cái này là casino nè. Casino, cái này là casino nè. Đấy hả? Cái này là casino. Cái nói casino chứ giờ mấy Trung Quốc cũng ở. Còn bên này nhà đây, nhiều đi. Mấy đứa mà làm nhà mạng, làm bên mạng việc nhẹ lương cao á là làm đây. Đây mà thấy trên mạng nói là việc nhẹ lương cao. Đây, có cái cửa sổ nè. Rồi, đâu, đi từ từ nhỏ nhỏ. Đó. Đây đâu? Nè. Đấy, ngay cái chỗ này hả? Lỗ nhỏ đó là để chiều cái người đó ra nhận hàng á. Đấy hả? Bảo vệ, dám vòng. Khu việc nhẹ lương cao nha mọi người. Chứ không được ra ngoài. Phải bảo vệ phía trong kìa. Coi là nồi bật sắp ngoài bật nhập đó. Kẽm rào hết thấy không? Trên rào kẽm hết thấy không? Đó, bảo vệ vậy á, không có ra ngoài được. Khu này là nghe nói là Việt nhẹ lương cao mà người Việt, những người mà nhẹ dạ cả tín là hay bị dính bẫy đấy hả? Đúng rồi, còn đây nè là casino. Bà con
ai mà có ý định nghe tin những người mà nói việc nhảy lương cao là cẩn thận. Đây casino. Đây là casino. Casino 7 tầng của Campuchia đó, ở bên cửa khẩu Smart á. Cửa khẩu Smart, hình như đấy là lớn nhất phải không? À đúng rồi. Trong này có việc nhảy lương cao hay là vô đánh bài xong là về? Đánh bài. Đánh bài. Rồi là mấy cái người mà quá đi làm việc nhảy lương cao là không được ra khỏi cái khu đó bữa nào nữa. Không được ra, chỉ có mấy đứa mà có kiểu có uy tín đầu nhây mũi nhọ vậy trong đó đó là được ra. Rồi những cái người mà bị chuộc là cũng ở trong kia hả? Mấy người đó chuộc. Mấy người chuộc nhiều chỗ lắm ở đó mà còn ở xa mà đâu mình không biết mà cũng xa lắm, xa chỗ này lắm. Còn chỗ đó là đặc biệt nhiều người ở trọng lắm, không có ra được. Chỉ đứng ngoài cái lỗ hồi nãy lấy hàng, lấy đồ thôi, chứ không được ra. Mà không có được truyền cái gì ra hay là... Những người đều bắt đầu ổn đi làm sao? Ở trong đó có người có thuốc men gì mình không biết. Nói chung là ai mình muốn mua đồ gì thì mình gửi vô. Mình gửi vô thì có bảo vệ đó, người ta xét. Y như mà xét mấy người đi thăm tù á. Sẽ gỡ ra từng món coi trong đó là gì. Nhưng mà quả cái cửa nữa cũng bị đô người quá đó là bị xét kiểm tra được khi mà... Đúng rồi, mới đưa cho mấy người đó nhận. Mấy người đó đứng ở trong á, thí dụ giờ mấy người đó nói là... Nói tên mấy người đó, cái ngoài này á, ai mà có như dạng shipper đi. Có hàng có tên người đó thì đem lại đưa. Mấy người này dạng như shipper vậy đó. Shipper cũng ví như đồ cộng lên nó không cho đưa vào đúng không? Mình cho đem đồ vô thì đem vô người ta kiểm tra. Mà đem ra thì không có ai đem ra, không có thấy ai đem ra hết á. Chỉ có đem vô thôi. Đem vô mà mình kiểm tra, có bảo vệ của Campuchia kiểm tra. Kiểm tra xong mới cho nhận hàng, mới cho đem vô, chứ không phải là mình đưa là đem vô đâu. Còn hàng đem ra thì không có thấy đem ra nha, chỉ đem vô thôi. Rồi chị làm nghề xe ôm đấy, có gặp cái cảnh nào mà đi quá đi chuộc chưa? Rồi là đi bắt bởi chưa? Ra khẩu lâu lâu người ta truy quét đem về lần. Lâu lâu cái đem về lần gì đó, cũng có nhiều người cũng gọi là công an Campuchia nó truy quẹt lên nó bên giáo cho mình hả? Công an Campuchia kết hợp với Việt Nam mình hay sao á, mình không biết mà vô truy quét bắt hết bao nhiêu. Ví dụ lâu lâu truy quét gì đó, kiểu cũng có người ta thông báo người ta thưa kiện gì đó hay sao mình không biết, mà có cái là lâu lâu là vô chỗ đó truy quét. Có người thông báo thì kiểu người ta vô người ta đột xuất người ta tiêu quét. Chỗ này đại công trường đang xây dựng nó bụi quá. Bên này xây dựng cái gì chị biết không, thì khu này lớn vậy á. Nghe Trung Quốc, nghe mấy người Campuchia nói là bán cho Trung Quốc, cho Trung Quốc thuê gì đó. Hay giờ giao cho Trung Quốc. Mà chị nghĩ chắc cho thuê quá à, chứ không bán đâu. Việt Nam mình ở bển mấy chục năm mà chưa được nhập hộp khẩu mà làm chắc vậy. Chắc là cho thuê để làm cái khu gì, những cái nhà xây giống như kiểu mấy nhà trò kia. Đúng rồi. Không, cái này chắc... Như nhà trò, nhà ở vậy á. Chị nghi chắc giống như nhà mạng vậy á. Cũng là nhà mạng á hả? Kiểu là cũng xây nhà kiểu giống như làm việc nhà lương cáo hả? Ai biết, nghi hả? Không biết. Tại anh ta say mình đâu biết chưa làm gì mà. Qua trời bụi. Qua trời lớn đó thấy chị không? Thấy cái dừa nó thấy có cái kính kia. Nhà giống như mà hai dây phong hai bên á, cái lối đi dừa đó. Cái khu này là của người Trung Quốc nha mọi người. Trung Quốc. Nên là không có cho người Việt vào, người lạ, đặc biệt là người lạ. Quá trời lớn luôn.
Chỗ này chắc bị là mấy ngàn cái phòng ấy chứ đâu bị đâu. Khu mặt đường này chắc nữa cũng nghi chắc mua giải tỏa hết rồi.